Là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ làm một chiếc clip nho nhỏ, chung là review thì ít nhưng mà tám chuyện thì nhiều. Tại vì hôm nay thì các mẹ có nhắn tin cho Thanh rất là nhiều và hỏi những vấn đề mà Thanh thấy là những cái vấn đề này. Thanh cũng có viết nhiều bài ở trên Facebook và Instagram rồi, nhưng mà có lẽ các mẹ vẫn chưa yên tâm hết, như là vẫn có nhắn tin cho Thanh hỏi nhiều về cái vấn đề này, nên hôm nay Thanh sẽ giải thích lại một lần nữa cặn kẽ hơn và làm một chiếc clip nói chuyện với mọi người cho mọi người có cảm giác an tâm hơn ha. Thì đây là cái sữa mà hiện tại là Thanh đang dùng cho bé Nhiên ở nhà, là bé đang sử dụng cái sữa Aptamil này, là Aptamil số 3, tại vì bé của Thanh là hiện tại là 28 tháng hơn là hơn 2 tuổi vẫn sử dụng app số 3, chừng nào mà hơn 3 tuổi rồi thì mới sử dụng qua số 4. Thì Thanh chia sẻ chung về một số sản phẩm mà bé đã dùng qua, thì bé hiện tại là đang dùng cái sữa Aptamil này. Thì nói về mà bụ bẩm thì bé không bụ bẩm đâu. Bé của Thanh, chắc mọi người mà ai mà follow qua Facebook của Thanh rồi sẽ thấy là bé của Thanh là một con mắm nhỏ. Ông mắm nhỏ, cơ thể gọi ông bà mình hay gọi là mình dây đó, chứ cũng không có mà gọi là bụ bẩm hay là sổ sữa, cũng không có gọi là cao đặc biệt nữa, chỉ là một bé phát triển cực kỳ bình thường thôi. Thanh nói bình thường ở đây là muốn nhấn mạnh cho các mẹ, là các mẹ thường hay nhắn tin cho Thanh á, rồi nói số ký của bé, xong rồi nói chiều cao của bé, là mẹ sợ các bé là bị gầy, bị suy dinh dưỡng, bị thiếu chiều cao. Thì Thanh nói với mọi người là thật ra là ông bà chúng ta ngày xưa là thời chiến tranh đó, là lúc đó khổ cực, nên mà khi mà thấy con cháu mà mập mạp á là rất là mừng. Nên là cái suy nghĩ đó đi tới hôm nay là mọi người cứ thấy mà em bé nào mà mập mạp tròn trĩnh quá thì lại mừng lắm, là thích lắm. Nhưng mà thật ra như vậy thì không hẳn là tốt cho bé. Thật ra bé phát triển bình thường á là bé phát triển cân nặng vừa đủ trong cái mức móc phát triển của bé, và chiều cao cũng vừa đủ trong cái phát triển đó, chiều cao hơn cũng ok. Chứ mà đừng có lo mà thấy là chỗ cái bạn hàng xóm bên này cao quá, bạn hàng xóm bên này mập quá, mà con mình ở chính giữa sao nó vừa không cao bằng bạn này mà cũng không mập bạn này, chứ là con mình suy dinh dưỡng, con mình bị lùn, là không phải. Các bạn phải bình tâm thiệt là bình tâm. Xong rồi nha, lấy cái điện thoại như Thanh đây, lấy cái điện thoại liền. Yeah. Lên Google search ngay cái bảng mà cái bảng là cân nặng và chiều cao chuẩn cái bảng cân nặng chiều cao chuẩn của WHO đó, chúng ta phải coi trên đó là bé trai nè, bé gái nè, cân nặng tháng này 12 tháng tuổi đúng không, cân nặng như vậy, chiều cao như vậy là đúng chưa, coi là bé của mình nó nằm ở trong cái mức là mức bình thường, hay là cái mức suy dinh dưỡng, hay là cái mức mà đã vượt mức bình thường rồi, thì chúng ta lúc đó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Mọi người ơi, tất cả em bé nó đều có một cái mức phát triển tương đương nhau. Những em bé, có những em bé sẽ phát triển hơn và có những em bé phát triển hơi chậm một chút xíu, nhưng chúng ta đừng quá lo lắng. Mà nghe có những chỗ mà họ cũng bán hàng, xong rồi họ giới thiệu là ăn cái này vô, là yến cái này vô là bé sẽ lên ký, này bé sẽ ăn nhiều rù, hoặc là bé sẽ cao giọt lên, thì cái đó cũng không có hoàn toàn nữa. Thật sự bé cao bé thấp một phần á là do cơ địa của bé nữa. Cơ địa bé thấp, khi chúng ta bổ sung đúng cách thì bé sẽ cao hơn mức của bé thấp, chứ không phải là khi là ba mẹ ông bà của bé là toàn là 1m6 mà tự nhiên bây giờ mình bổ sung thêm canxi nhiều cho bé, hàm lượng canxi cao thiệt là cao, thì bé sẽ trở nên 1m8, 1m9 là chắc chắn. Như vậy là không phải mọi người nha, tại vì bé sẽ theo gen di truyền của gia đình và theo lối sống, cách sinh hoạt, cách chơi thể thao và cách bổ sung dinh dưỡng. Không phải cái gì nhiều quá cũng tốt, mà là cái gì á nó vừa đủ, nó vừa dễ hấp thu và hợp với cơ thể bé thì nó sẽ hấp thu hơn. Giống như là Thanh cho bé Nhiên nhà Thanh sử dụng sữa đó, thật ra là sử dụng sữa rất là nhiều. Bé Nhiên hồi mà khoảng 1 tuổi mấy, 2 tuổi, gần 2 tuổi vẫn sử dụng sữa rất là nhiều. Một tuần lễ là có thể đi một lon sữa này, là có khi là 6 ngày thôi, chưa tới 1 tuần nữa.
nhưng mà cái chiều cao rồi cái cân nặng của bé vẫn không có nhiều lắm, nhưng mà Thanh vẫn tiếp tục cho sử dụng sữa. Là cái thứ nhất là Thanh thấy ngày xưa bé với Nhi của Thanh á, trước khi sử dụng Aptamil có sử dụng vài loại sữa. Thanh có sử dụng cho bé là cả mà sữa Nhật thử luôn rồi, rồi sữa Hàn, sữa Đức, Thanh có sự cho bé sử dụng hết rồi. Thì khi sử dụng qua những loại sữa đó đó thì bé có những cái mà phát triển khác nhau và những cái mà ưu điểm nhược điểm khác nhau, nhưng mà vẫn chưa hợp lắm. Nhưng mà từ lúc mà chuyển qua, Thanh đã từng sử dụng Aptamil của Đức cho bé luôn thì thấy là khá là ok, nhưng mà rồi cũng không ưng ý dài vấn đề nữa nên Thanh đã chuyển hẳn qua cái sản phẩm nhà trồng là cái Aptamil Pro Úc này. Thì khi chuyển qua cái Pro Úc này á, bé tân cân nặng vẫn bình thường, chiều cao vẫn bình thường, không có một cái gì đặc biệt hết. Nhưng mà có một điều đặc biệt mà Thanh cực kỳ ưng ý cho tới bây giờ Thanh vẫn tiếp tục cho bé sử dụng, đó là hỗ trợ hệ tiêu hóa. Bé Nhiên của Thanh á, trước đây á, là bé rất là dễ bị rối loạn tiêu hóa là thứ nhất luôn. Thứ hai nữa là bé kém hấp thu cực kỳ nhiều. Bé ăn rất là nhiều nhưng mà cực kỳ kém hấp thu, là tại vì cái hệ tiêu hóa của bé cứ bị rối loạn tới rối loạn lui nên rất là khó chịu luôn. Nên hầu như là bé ăn rồi bé không hấp thu được. Nhưng từ khi bé chuyển qua cái Aptamil này đó, tại vì Aptamil này là trong đây có là men vi sinh nữa, nên không phải hay ho gì đâu các bạn ơi, là các bé chúng ta mỗi một bé, mỗi một hệ đường ruột các bé là sẽ hợp một loại sữa khác nhau. Và Thanh để ý là bé của Nhiên của Thanh á, cực kỳ hợp vô cái Aptamil này. Khi chuyển qua cái Aptamil này á, thì bé lại hầu như là không còn cái cảnh mà bị rối loạn tiêu hóa nữa. Sau này khi mà sử dụng cái Aptamil thời gian dài rồi, bé chỉ rối loạn tiêu hóa nhẹ mỗi khi mà bé sử dụng kháng sinh nhiều, mỗi lúc bé bệnh thôi. Và đặc biệt là khi mà sử dụng cái sữa này, Thanh thấy là bé ít ốm giặt hơn trước rất là nhiều. Ngày trước là bé Thanh nó có hay là sổ mũi hay ho rất là nhiều luôn. Thì khi sử dụng cái sữa này hoàn toàn thì hơn một năm nay là chỉ sử dụng Aptamil thôi. Thì bé Thanh đã thấy, Thanh đã thấy là cái sự gọi là gì ta, cái sức đề kháng của bé Thanh khá là ok hơn. Và Thanh cũng có giới thiệu cho nhiều mẹ, mà các mẹ mà có bé mà hệ tiêu hóa kém hoặc là bị hay bị táo bón đó, thì các mẹ đã sử dụng thử thì các mẹ cũng là rất là ưng ý. Về cái mùi vị thì nếu mà gọi là béo ngậy nhất thì Thanh recommend là cái Aptamil của Đức, thì cái mùi nó là béo hơn nhiều nhất. Còn cái mùi Aptamil của anh này Thanh thấy là vị thanh, ngọt nhẹ, không quá lạc cũng không quá ngọt, nhưng mà đặc biệt là không bị béo ngậy nhiều và cũng không có bị tăng nữa mọi người, rất là thích luôn. Thì bé Thanh cũng khá là kén sữa. Tại sao Thanh thay đổi nhiều loại sữa là tại vì bé kén vị sữa cực kỳ luôn. Bé Thanh nó hơi bị khó tính trong cái vấn đề mùi vị đó, nên khi mà chọn cái sữa này thì cuối cùng là bé đã hoàn toàn thích rồi. Nên các mẹ cứ yên tâm, khi mà con của mình mà mọi người hay nói trời ơi sao mà nó gầy quá, sao nó nhỏ quá hay nó lùn quá, thì thôi đừng nghe. Mình lên Google mình tra thử coi con mình có vậy không. Có rất nhiều mẹ luôn cứ chạy vô inbox cho Thanh là Thanh ơi, sử dụng thêm cái vitamin D nè, sử dụng thêm canxi nè, sử dụng thêm lysine nè, như vậy là nó sẽ tăng chiều cao đúng không. Bé Thanh là bé của mình nó lùn quá. Cái Thanh mới hỏi là bé bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bé trai, bé gái, chiều cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu. Và Thanh đã gửi cho mẹ rất nhiều mẹ là các bản mà để mà cân nặng chiều cao của các bé đó. Thì các bạn mới nói ủa cũng đâu có phải là thấp lắm đâu hay ốm lắm đâu. Thì đúng như vậy, khi mà các mẹ muốn bổ sung cho bé đó thì chúng ta có thể bổ sung, nhưng mà Thanh recommend là một lúc đó chúng ta có thể bổ sung là chừng 1-2 sản phẩm cho bé thôi, chứ đừng nên mà cứ gom hết lại một ngày cho bé bổ sung 6-7 loại sản phẩm thì không nên. Nếu chúng ta đã bổ sung vitamin, multivitamin rồi thì chúng ta hạn chế bổ sung những cái vitamin lẻ khác, tại vì trong multivitamin nó đều có canxi, vitamin D3 là những cái chất mà bổ sung cho chiều cao, và sau đó là sẽ những cái chất bổ sung dinh dưỡng khác nữa. Thì nếu mà bổ sung nhiều quá sẽ không tốt cho bé, nhiều quá cơ thể bé hấp thu không kịp thì sẽ cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà bổ sung nhiều thuốc giống như mình người lớn mà mình sử dụng nhiều thuốc quá mình còn sợ nó gì các bé đúng không. Thì khi mà các mẹ đã bổ sung multivitamin rồi thì hạn chế bổ sung những loại lẻ, hoặc là sau khi chúng ta bổ sung canxi,
một đợt canxi rồi chúng ta có thể ngừng từ 3 tới 6 tháng mới bổ sung lại một đợt khác. Một năm chúng ta chỉ nên bổ sung từ 2 tới 3 lần là tối đa, chứ đừng nên bổ sung liên tục hoặc là cho bé xài liên tục từ ngày này qua ngày khác, cứ nghĩ là cứ bổ sung nhiều nhiều canxi theo mỗi ngày thì sau này bé sẽ cao, thì cũng không phải đâu mọi người. Cơ thể bé sẽ phát triển toàn diện khi mà bé đủ về mặt dinh dưỡng, đủ về mặt vận động cơ thể và đủ về hệ gen, hệ di truyền của bé, chứ không phải là chỉ có một dinh dưỡng không, hoàn toàn là không phải. Dinh dưỡng sẽ hỗ trợ, dinh dưỡng và thể thao sẽ hỗ trợ cực kỳ nhiều cho cái hệ phát triển của bé. Nên mọi người nên nhớ là bé mà nếu bé lớn chút xíu thì mình có thể cho bé chơi những cái trò chơi mà tăng chiều cao như là bơi lội nè, hoặc là bóng chuyền các kiểu đó, thì sẽ tăng chiều cao của bé rất là nhiều. Đó, nên mọi người cứ yên tâm, nên mọi người Thanh tư vấn mọi người thường là tư vấn rất là ít món. Mọi người muốn hỏi mua nhiều Thanh cũng tư vấn là nên sử dụng hết như đây đi, mình xem tình trạng bé như thế nào rồi mình sẽ đổi những sản phẩm khác hay là tiếp tục như thế nào. Chứ không nên là mình cứ mua đại về một đống rồi cứ nhét cho bé như vậy cũng không nên. Với lại Thanh nhắc mọi người là khi mà mọi người mua sản phẩm như là thực phẩm chức năng, vitamin bổ sung cho bé, thì mọi người nên là đọc, cũng giống như sữa vậy đó, mọi người nên đọc cái bảng thành phần ở trên đây. Tất cả mọi thứ đưa cho người của bé, các mẹ nên đọc bảng thành phần. Cực kỳ, Thanh cực kỳ recommend các mẹ tự đọc bảng thành phần, chứ không nên nghe bất kỳ ai giới thiệu hay là cả Thanh giới thiệu. Vì khi Thanh giới thiệu, có khi là lúc đó Thanh chỉ giới thiệu một sản phẩm thôi, mà ở nhà các mẹ đã một sản phẩm khác rồi. Hai cái sản phẩm đó với nhau, cái lượng vitamin nó như thế nào, lượng canxi, lượng vitamin D một ngày bổ sung cho bé như thế nào, nếu mà dược nhiều quá cũng không tốt. Nên chúng ta phải coi cái bảng thành phần. Còn nếu mẹ nào đã coi rồi mà có vẻ như là mình vẫn chưa có an tâm hoàn toàn á, thì có thể nhắn tin cho Thanh, chụp hết bảng thành phần cho Thanh, rồi muốn hỏi là sử dụng thêm sản phẩm nào hay là sử dụng như thế nào, sản phẩm nào sử dụng chung với nhau được không, thì cứ chụp cho Thanh, hỏi Thanh, Thanh sẽ giải đáp hết cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm nha. Đó. Rồi cái thứ hai mà khi mà mua sản phẩm cho bé thì Thanh recommend các mẹ là nhớ coi cái đát. Đây, cái đát của sản phẩm. Tại vì cái gì vô miệng bé thì á, nói chung là vô cũng khá dễ, nhưng mà tới lúc ra thì khó lắm, nên chúng ta phải coi cực kỳ. Rồi những cái gì mà nhà sản xuất có căn dặn trên bao bì á, Thanh thấy là nhiều mẹ cứ là vô siêu thị cứ thấy những cái hộp sữa mà đẹp, những hộp sữa mà người ta quảng cáo á, là tốt, là tăng chiều cao, là phát triển trí não á, thì đều mua về cho con sử dụng mà không nhìn cho kỹ đó là sản phẩm gì. Nó là sản phẩm là sữa bột pha sẵn hay là sữa tươi, hay là sữa tươi bổ sung vitamin, và sữa đó cho bé từ mấy tuổi tới mấy tuổi, thường thì nhà sản xuất đều có ghi hết ở phía sau của các hộp sản phẩm, hộp sữa, hộp nước trái cây ở trong siêu thị, nhưng mà cái chữ đó khá nhỏ nên các mẹ phải là coi cho kỹ nha các mẹ nha. Tại vì có những sản phẩm là bé phải từ 4 tuổi, bé từ 6 tuổi, giống như Milo đó thì bé phải từ 6 tuổi mới sử dụng được, chứ bé nhỏ hơn là không được nha các mẹ nha. Nên mình nhớ đọc kỹ dùng Thanh một chút xíu, tại vì mình muốn chăm sóc tốt cho con thì mình phải kỹ từng chút một. Chứ mà cứ theo quảng cáo hoàn toàn cái gì tốt mà cứ lên TV thấy uống cái đó là cao hả, chứ ra siêu thị dắt một thùng về cho con uống mà sao không thấy con cao. Nha mọi người, là có phải coi lại, nhiều khi mà mình không để ý một chút xíu thôi ảnh hưởng bé cũng khá nhiều. Còn nãy giờ tám nhiều quá, bây giờ Thanh review nhỏ nhỏ chút xíu về cái loại sữa này ha. Sữa Aptamil Pro Futura của Úc á, thì là sữa phát triển toàn diện, đặc biệt là phát triển trí não và chiều cao cho bé. Nên các bé sử dụng cái sữa này thì không có dán dẻ, mà đa số là đều không dán dẻ mà vẫn mỉm tròn trịa đâu. Tại thực ra là bên châu Âu, châu Úc đồ người ta là thích phát triển chiều cao, phát triển trí não thêm. Đặc biệt là họ thích phát triển toàn diện, phát triển trí não và phát triển hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nên cái vấn đề chiều cao là đứng thứ hai, và cái vấn đề cân nặng hầu như là không được xếp vào luôn, chỉ là để cho bé hấp thu đủ dinh dưỡng và có đủ năng lượng để bé hoạt động và đủ năng lượng để bé học hỏi thôi. Nên không có để mà dư năng lượng ra để cho bé có thể mà bị béo phì lên được. Nên các mẹ mà sợ béo phì thì các cực kỳ yên tâm về các dòng sữa của Úc, thì dòng sữa của Úc là hạn chế béo phì tối đa luôn. Và đặc biệt là Aptamil Pro Futura chúng ta là có thêm men vi sinh ở trong sữa nữa, nên các bé mà hệ tiêu hóa kém, là hay bị rối loạn tiêu hóa, hay bị táo bón, kém hấp thu thì có thể sử dụng cái sữa này, thử qua cái sữa này
sẽ có một cái biểu hiện tốt hơn. Thanh hôm nay thì Thanh nói chuyện với mọi người chút xíu đây thôi, thì hôm khác Thanh lại tám tiếp với mọi người. Mọi người cần Thanh review sản phẩm gì hay tám về vấn đề gì thì có thể comment hoặc nhắn tin cho Thanh nha. Bye bye mọi người.